Sau hoàng nhật nội địa cho các bác, bây giờ là buổi trưa ngày 7 tháng 7 năm 2020. Em vừa về được gần 40 chiếc điều hòa một cục di động các bác nhé. Lần này em về là về theo lô nguyên bản bên Nhật luôn. Máy vẫn chưa bóc ra, vẫn nguyên bản, nguyên si. Đấy, nguyên bụi Nhật luôn. Nên nhiều bác nào mà thích máy nguyên bản đây, về lô này rất là đẹp luôn, gần 40 chiếc. Em để ý có cả những con Corona 2 chiều đấy các bác này. Đấy, về rất là nhiều nhé. Về 40 con, gần suýt 40 con luôn ạ. Đấy, nguyên bụi Nhật luôn, chưa sơn xi mông má, nói chung là chưa làm bất kể một cái gì cả. Đây, các bạn nào thích hàng nguyên bản thì các bác liên hệ với em nhé. Giá thì em vẫn bán trung bình là 4 triệu một con. Đấy, về lô này hơi nhiều luôn đấy, gần 40 con. Toàn bộ là điều hòa một cục của hãng Corona, hãng Haier, Kozumi, Morita, công suất đều 7.000 BTU, 8.000 BTU, có con 9.000 BTU. Đấy, có con 2 chiều, có con 1 chiều. Đấy, lần này về tương đối nhiều. Đấy. Năm nay thì không bị cháy hàng như năm ngoái. Năm ngoái thì bán được vài hôm thì hết hàng, nhưng năm nay chủ động trong cái nguồn cung cho nên là em về hàng được tương đối nhiều, ổn định, không sợ hết hàng. Đấy, các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ với nhé, toàn bộ máy nguyên bản luôn. Các bác có thể đến nhà các bác chọn trực tiếp. Đấy. Máy nguyên bản điện 100V, giá trung bình em bán là 4 triệu một con. Còn vào đấy thì tùy đời, lúc đấy mình bóc ra mình xem có những con đời cao thì có thể là nhỉnh hơn một chút. Đấy. Còn 2 chiều nhỉnh hơn một chút, các bác nào đấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.